số không học được. Ok, rồi các bạn nhìn cho câu số 11 nha các bạn. À, anh ôm lại cái dạng này chút xíu. Thì hôm bữa chúng ta học về HNO3 đúng không? Ta học về HNO3 với lại kim loại dùng phi kim. Thì thôi bây giờ chắc là mình sẽ qua phần kim loại tác dụng phi kim trước đi. Anh ôm lại dạng đó chút xíu nữa ha, chút xíu xong rồi mình qua lên dạng này. Để mình kết thúc luôn cái dạng kia cho nó xong luôn đi. Đây. Các bạn mở ra thì mình trang số 91 nha. Bạn nào nãy mà làm được câu 11 rồi thì tí nữa anh sẽ sửa sau. Rồi các bạn mở bằng câu trang 91 để chúng ta tiếp tục quay lại những cái dạng bài toán mà kim loại dùng với phi kim. Thì trong cái phần mà kim loại tác dụng với phi kim này thì anh nhắc lại là chúng ta sẽ có ba cái trường hợp. Trường hợp đầu tiên đó là các bạn chỉ cần viết phương trình tính số mol rồi thế số mol của phương trình là xong. Đôi khi viết phương trình sẽ nhanh, đôi khi thì bảo toàn nguyên tố sẽ nhanh, đôi khi bảo toàn electron sẽ nhanh. Được chưa? Thì tùy cái cách, nhưng mà nói tóm lại là cái dạng bài này các bạn chỉ cần viết phương trình thôi, mình nhẩm được cái phương trình trong đầu thì các bạn sẽ làm nhanh. Được ha? Thì dạng đầu tiên thì anh nghĩ là chắc không có gì để nói. Đúng không? Các bạn chỉ cần viết phương trình thôi. À, ví dụ như câu số 8, các bạn có thể tự làm câu số 8 ha. Câu số 8 này chẳng qua là người ta cho hai cái gì? Hai số mol trước phản ứng, các bạn thấy không, cho 13 gram kẽm, các bạn tính được số mol kẽm là 0,2, rồi cho 0,1 mol lưu huỳnh, đúng không? Thì đối với câu số 8 này thì các bạn có thể gì, các bạn thấy là mình sẽ có hai số mol trước phản ứng và mình viết phương trình ra, và tất nhiên thì khi mà có nhiều số mol trước phản ứng thì phải làm gì, phải lập tỷ lệ để xem chất nào dư chất nào hết rồi mình mới thế vào phương trình, đúng không? Thì cái này là anh đã nói nhiều lần ở trong những cái bài toán hiệu suất rồi, được ha? Rồi cho nên là câu đó thì các bạn xác định xem chất nào hết chất nào dư để chúng ta xác định coi là sản phẩm sau phản ứng nó chứa cái gì. Được chưa? Rồi cái đó các bạn tự làm ha. Còn ai mà tự suy nghĩ mà vẫn chưa biết làm thì các bạn hỏi. Được không? Rồi, qua câu tiếp theo ha. Vậy câu đó anh nghĩ là mình dễ rồi, sẽ làm được. Rồi, dạng thứ hai đó là chúng ta sử dụng bảo toàn khối lượng. Được không? Các bạn sẽ sử dụng bảo toàn khối lượng. Thì khi nào chúng ta nghĩ liền tới bảo toàn khối lượng? Khi mà đề bài cho khối lượng chất rắn ban đầu và khối lượng chất rắn lúc sau. Được chưa? Hoặc là đề bài cho khối lượng chất rắn tăng thêm bao nhiêu đó gam. Thì các bạn nhớ rằng nếu như mà cho chất rắn ban đầu, cho chất rắn lúc sau thì mình trừ đi, mình ra được cái phần tăng thêm á. Thì cái phần tăng thêm đó chính là khối lượng của cái khí phi của cái khí Cl2 hoặc khí O2 đã tham gia phản ứng. Được không? Tại vì các bạn lưu ý là sẽ có một số trường hợp á, phản ứng không hoàn toàn, cho nên là cái khối lượng chất rắn lúc sau đó nó không chỉ là cái muối, không chỉ là cái oxit, mà nó còn có kim loại dư nữa, nghe kịp không? Sẽ có một số trường hợp là có kim loại dư, nên nếu bạn nào mà lấy cái khối lượng chất rắn lúc sau bạn chia cho m lớn của oxit, chia cho m lớn muối thì mình sẽ làm sai. Nên tốt nhất là khi thấy đề bài cho khối lượng chất rắn ban đầu và khối lượng chất rắn lúc sau thì mình bảo toàn khối lượng ngay lập tức, được không? Hoặc là đề bài cho khối lượng tăng thêm, ví dụ như là câu 15 và câu 16. Được chưa? Rồi. Đó ha, không có gì hết. Như vậy ở đây thì mình ví dụ thêm một vài câu ha các bạn ha. Anh ví dụ như là câu số 20. Câu số 20 đi. À, câu 20 như hôm bữa anh sửa rồi thì phải. Đúng không? 21 đi các bạn. Câu 21 đi. Tại vì ở đây nó sẽ có những cái phần mà mình mà trùng trong cái bài toán kim loại ví dụ với lại axit, anh để lẫn ở trong đó luôn. Nên là sẽ có những dạng anh sửa rồi nhé. Rồi các bạn nhìn cho câu 21 ha. Nhìn câu 21. Đốt cháy agam hỗn hợp gồm 3 kim loại magie, kẽm và nhôm, magie, kẽm với lại đồng. Thu được 34,5 gam hỗn hợp chất rắn ít gồm 4 oxit kim loại. Số 4 cái gì ta? À, có thể 4 cái bình thường ha, tại vì có thể Cu á, cái thằng Cu đó nó ra, nó có thể là ra những cái oxit hóa trị một nữa. À, cho nên là các bạn thấy là ở đây có thể là mình sẽ không có viết phương trình được. Nhưng mà mình chỉ biết rằng là các kim loại này phản ứng với lại oxy để ra được hỗn hợp oxit thôi. Được chưa? Tại vì cái thằng Cu có hai hóa trị là nên có thể là ra được Cu2O nữa. Được không? Nhưng mà viết phương trình chi? Tại những cái bài toán này các bạn nhìn chung đi, mình cũng không có cần phải viết phương trình, mình cũng đâu có đặt ẩn được đâu. Đúng không? Tại nó quá nhiều ẩn.
và thiếu dữ kiện các bạn ha. Rồi để hòa tan hết hỗn hợp X cần dùng vừa đủ dung dịch chứa 0,8 mol HCl, người ta hỏi giá trị của A. Rồi như vậy bây giờ anh sẽ tóm tắt cái bài này lại ha. Bài này, cái dạng bài này anh đã sửa rồi, giờ anh nói lại thôi cho bạn nhớ ha. Ở đây chúng ta có argon kim loại, đúng không? Argon kim loại, ghi kim loại thôi ha. Argon kim loại tác dụng với lại oxy để ra được 34,5 gam oxit. Và cái lượng oxit này muốn phản ứng thì nó cần dùng HCl là 0,8 mol để tạo ra muối với lại nước. Đúng không các bạn? Như vậy ở đây nè, các bạn nhớ là nó sẽ có hai quá trình, đúng không? Quá trình đầu tiên là quá trình kim loại tác dụng với phi kim. Được chưa? Vậy trong bài toán kim loại tác dụng phi kim thì mình nhớ liền đến cái gì? Thứ nhất đó là, hoặc là mình viết phương trình là mình thấy số mol, nhưng bài này không dùng cách đó được. Cái thứ hai đó là bảo toàn khối lượng. Vì bài này các bạn phải nghĩ tới bảo toàn khối lượng. Được chưa? Rồi, cái phản ứng thứ hai là phản ứng giữa các oxit kim loại với lại axit. Thì đối với phản ứng đó hôm bữa anh cũng có nhắc rồi, đó là trong các phản ứng oxit kim loại tác dụng với cái axit thường, thì các bạn nhớ giùm anh là dù oxit là gì đi nữa, dù có bao nhiêu oxit đi nữa, thì phản ứng chung của cái kiểu phản ứng đó, đó là O2 trừ cộng 2H cộng để tạo ra nước. Được chưa? Ha. Vậy các bạn thấy là cái tỷ lệ của O2 trừ với lại H cộng là 1,2. Và ở đây các bạn đã có số mol HCl là 0,8, có nghĩa là số mol H cộng là 0,8. Được chưa? Có nghĩa là số mol H cộng là 0,8. Vậy nè, kéo qua số mol O2 trừ, O2 trừ sẽ là 0,4. Kịp không? 0,8 mol H cộng ha. Mình thấy là kéo qua O2 trừ là 0,4. Và các bạn nhớ gì nữa? Bây giờ chúng ta đã có O2 trừ rồi, mà cái phần oxit này là sao? Mình sẽ có hai cách hiểu. Một là các bạn bảo toàn khối lượng, tại vì từ O2 trừ các bạn có thể tính ra được khối lượng của O2. Được không? Anh làm cách số 1 ha. Cách số 1, có phải toàn bộ lượng O2 trừ có trong oxit này nó xuất phát từ O2, đúng không? Đúng không? Toàn bộ lượng O2 trừ trong oxit nó xuất phát từ O2. Vậy cách số 1 anh sẽ tính số mol O2 bằng cách nào? Lấy 0,4 chia 2. Hay nói cách khác là lấy số mol O2 trừ chia 2. Bởi vì sao? Bởi vì một phân tử O2 thì có hai nguyên tử O, đúng không? Vậy nếu như ở đây 0,4 thì mình sẽ nhân chéo chia ngang là 0,4 chia 2 là 0,2 mol. Rồi sau đó các bạn dùng liền bảo toàn khối lượng, đúng chưa? Bảo toàn khối lượng ha, có phải là khối lượng của kim loại nó bằng khối lượng của oxit trừ đi khối lượng của oxy không? Khối lượng oxy là 32 nhân 0,2. Tại vì ở trên đây mình đã tính được số mol của O2 là 0,2 mol rồi. Được không? Vậy các bạn sẽ tính được khối lượng của O2 là 0,2 nhân với M lớn của nó là 32. Được chưa? Đó, bảo toàn khối lượng là các bạn ra liền cái giá trị A này. Nên các bạn thấy không cần phải viết phương trình gì cả, mình lập cái sơ đồ ra. Và quan trọng là gì? Các bạn phải xác định được là trong cái sơ đồ này có những kiểu phương trình gì. Được không? Có những cái kiểu phương trình gì, đây là những cái phản ứng gì. Và trong cái loại phản ứng này thì mình sẽ sử dụng phương pháp gì? Được không? Ví dụ nhìn ở đây thấy oxit tác dụng với lại axit, nghĩ liền tới cái phương trình là O2 trừ cộng 2H cộng ra nước. Tức là nhìn thấy bài toán đó là phải nghĩ liền tới phương trình đó để các bạn làm. Được chưa? Đó là lý do mà anh cứ chỉ các bạn cái dạng này thì sẽ có những phương pháp gì, phương pháp gì. Nhiệm vụ là mình làm nhiều là mình đối chiếu và mình thuộc những phương pháp đó. Để mà khi mà ra kiểm tra, ra thi á, các bạn nhìn vô các bạn xác định được à chỗ này mình cần phải làm gì. Chứ không phải là kiểu mình làm theo quán tính. À, làm quán tính cũng được nhưng mà nó sẽ không có hiệu quả. Với ví dụ như lâu lâu não các bạn bị lắc cái là mình không thấy cái sự quen thuộc, hiểu không? Nên mình phải học cái gốc ha. Đó là cái cách để chúng ta làm bài. Cách số 2. Đó cách 1 ha, cách số 2. Cách số 1 là anh đang nhìn theo kiểu là bảo toàn khối lượng cho phản ứng này. Cách số 2 anh nhìn theo hướng gì? Nó chỉ là cái khác cách nhìn thôi, chứ con số là y chang. Anh nhìn theo hướng nó là có phải khối lượng của oxit nó sẽ bằng khối lượng của kim loại cộng với lại khối lượng của nguyên tử O, hay nói khác là khối lượng của những cái ion O2 trừ. Đúng không? Tại vì trong oxit thì nó bao gồm các nguyên tố kim loại và nguyên tố oxy. Vậy khối lượng oxit sẽ bằng khối lượng của kim loại cộng khối lượng của các nguyên tử oxy. Nó nằm ở trong oxit này. Và khối lượng của O2 trừ tính được không? Được. Vậy từ đây các bạn sẽ tính gì? M kim loại sẽ bằng M oxit là 34,5 ha, trừ cho ở đây chúng ta đang tính khối lượng của O.
O2 trừ tức là nguyên tử oxy, các bạn phải lấy số mol của nguyên tử oxy nhân với m lớn của nguyên tử oxy. Được không? Thì thực ra hai cái này làm sao? Y chang nhau, không khác gì hết, nó chỉ khác cái cách nhìn thôi. Cái cách nhìn của cách số 1 đó, đó là anh đang tìm ra số mol O2 và anh làm bảo toàn khối lượng cho cái phản ứng đó. Cách số 2 là anh nhìn theo hướng gì? À, khối lượng của oxit. Oxit vì nó có hai thành phần, một là thành phần kim loại, hai là thành phần oxy, nên là tôi sẽ lấy khối lượng oxit em trừ đi khối lượng của thằng oxy, ra được khối lượng kim loại. Mà khối lượng oxy tính được không? Đây có số mol rồi, nhấn m lớn là xong. Được chưa? Thì hai cái cách này nó chỉ khác nhau về cách nhìn thôi, về cái góc nhìn thôi, chứ không có khác nhau về con số hay là gì hết, hiểu không các bạn? Được chưa? Nên các bạn thấy là những cái chúng ta học đó có thể người ta ghép lại một cái bài toán bự hơn. À, đây, người ta đang ghép lại một bài toán bự hơn nè, ghép hai cái phản ứng lại. Thì chúng ta nhớ là cứ mỗi cái phản ứng như vậy thì mình dùng một cái dùng cái phương pháp đặc trưng cho phản ứng đó. Rồi, ổn không? Đi ha. Dạ ổn bên đây. Được ha các bạn. Như vậy dạng này các bạn thấy là dạng này thì có thể sẽ ra rất là nhiều ha. Anh cũng gom khá là nhiều bài tập liên quan tới cái dạng này, thì vẫn có thể là trong lớp các bạn vẫn có làm những bài này. Bạn nhớ cái cách làm luôn ha. Cái kiểu bài mà cho nó dùng oxy xong rồi sau đó nó dùng với lại axit thì nó cũng có một kiểu này thôi à, hiểu không? Cũng có nhiều đó phương pháp là rất là dễ ha. Rồi cái thứ ba, cái kiểu bài thứ ba đó là sử dụng bảo toàn electron. Thì các bạn nhớ là bảo toàn electron sử dụng phải, mình phải nghĩ liền tới bảo toàn electron khi nào? Khi có nhiều kim loại đó, dùng nhiều phi kim đó. Anh nói cái dấu hiệu đó các bạn nhớ ha. Bảo toàn khối lượng khi mà đề bài cho khối lượng của kia chất rắn ban đầu với lại chất rắn lúc sau là mình bảo toàn khối lượng. Cái thứ hai nữa là nếu như có nhiều phi kim tác dụng nhiều kim loại mình phải bảo toàn electron. Được chưa? Thì hôm bữa chúng ta sử dụng cũng hai cái phương pháp đó luôn để mà giải câu 25 và câu 26 rồi. Được ha các bạn. Bây giờ mình giải tiếp vài câu ha. Rồi các bạn nhìn cho câu 29 đi. Câu 29 ha. Câu 29 này không phải là có nhiều kim loại tác dụng với lại nhiều phi kim, thực ra là có một kim loại tác dụng với lại hai phi kim thôi. Được không? Thì thực tế là các bạn có thể viết phương trình ha, thực tế là các bạn vẫn có thể viết phương trình M cộng Cl2 ra MCl2. Tại sao MCl2? Bởi vì người ta nói M có hóa trị 2, thấy không? Cho nên là cái cách làm số 1 là các bạn vẫn có thể viết phương trình ha. Anh ghi được cách số 1. Bạn có thể viết, vẫn viết phương trình là gì? Là M cộng Cl2 ra MCl2, rồi M cộng O2 ra MO. Tại vì người ta nói là kim loại M có hóa trị 2, và nhớ rằng cái gốc Cl á là Cl trừ, đúng không? Nó sẽ có hóa trị 1, một O thì có hóa trị 2. Được chưa? Nên là các bạn phải chú ý cái hóa trị. Nếu như người ta cho hóa trị rồi thì mình phải xác định cái biểu cái công thức cho nó đúng. Còn nếu chưa cho thì mình phải đặt công thức là N. Được không? Tí nữa anh sẽ nói một cái phần là một cái bài toán có chữ N đó để cho chúng ta ôn lại chút xíu ha. Rồi, vậy đó là cách số 1. Vậy cách số 1 này các bạn có thể đặt hai ẩn. Đặt hai ẩn là hai cái số mol, đúng không? Đặt hai ẩn là số mol A với B chỗ này. Rồi các bạn làm bình thường, các bạn gì? Bạn sẽ có, đầu tiên là chúng ta thấy là có khối lượng chất rắn lúc sau và khối lượng chất rắn ban đầu. Thấy không? Đó, như vậy thì mình bảo toàn liền, bảo toàn khối lượng ngay lập tức, đúng không? Chúng ta sẽ bảo toàn khối lượng. Các bạn nhớ gì? M của Cl2 cộng với M của O2 nó sẽ bằng M chất rắn lúc sau trừ đi M chất rắn ban đầu. Được không? Tức là anh nhắc cho các bạn đó là cái gì? Nếu như đề bài đã cho khối lượng chất rắn là ban đầu, khối lượng chất rắn lúc sau, thì mình nhớ là cái sự chênh lệch đó là khối lượng của khí đã tham gia phản ứng, đúng không? Như vậy mình lấy sau trừ đi đầu, mình sẽ ra được khối lượng của khí ha. Vậy tổng khối lượng của Cl2 và O2 là bằng 23 trừ 7.2. Thì từ đây mình sẽ đặt cái lô cái ẩn vào các bạn, là A là 71A cộng với là 32B bằng, này là nhiêu ta, 15.8 hả, đúng không? 15.8. Rồi tiếp nha. Giờ đó là bảo toàn khối lượng, tại vì chúng ta thấy rằng mình đã có khối lượng chất rắn ban đầu với lúc sau. Cái thứ hai là gì? Đây,
thể tích hỗn hợp khí đã tham gia phản ứng là 5,6 lít, đúng không? Như vậy có nghĩa là có nghĩa là A cộng B bằng 0,25 mol. Tại 5,6 lít đổi ra là 0,25 mol hỗn hợp thì tổng số mol của hai đứa này là 0,25. Hay chưa? Thì các bạn giải giải cái thằng này ra được A với B. Vậy có A với B các bạn sẽ tính được số mol của M. Đúng không nè? Rồi giải A với B thử ha. Không phẩy hai với không không năm được chưa? Vậy từ đây các bạn suy ra nè, số mol của kim loại M, tại sao anh phải tìm số mol kim loại M? Bởi vì người ta đang kêu các bạn tìm gì, tìm kim loại M, mà nguyên tắc, nhắc lại nguyên tắc để xác định tên kim loại đó chính là chúng ta phải tìm M lớn của nó. Vậy ở đây các bạn nó có khối lượng rồi đúng không, bạn muốn tìm M lớn bạn phải tính số mol. Vậy số mol của kim loại M thì mình nhân chéo chia ngang ra chỗ này thôi, tức là A cộng 2B đúng không các bạn. Vậy là 0,2 cộng 0,05 nhân nhân 2, vậy là 0,3, được chưa, 0,3 mol. Và chúng ta có M bằng khối lượng chia cho số mol ha, ra 24, 24 là ma nhê, xong rồi, được chưa. Đó là cách số 1. Các bạn viết phương trình bình thường, tại vì bài toán này không phải là có nhiều kim loại tác dụng với nhiều phi kim, các bạn vẫn có thể viết phương trình bình thường, không cấm, được không? Nhưng anh vẫn có thể, anh chỉ các bạn cách số 2, đó là các bạn không cần viết phương trình, các bạn nhấc cái máy tính là bạn bấm luôn cũng được. Đó là gì? Các bạn sẽ sử dụng cái sơ đồ oxy hóa khử, không không phải là cứ nhiều phi kim nhiều kim loại mình mới xài được, thực ra một đứa mình vẫn xài được, hiểu không? Một đứa vẫn xài được bình thường ha. Như vậy ở đây các bạn có kim loại M nè, số oxy hóa là 0, tăng lên M cộng 2 cộng 2E. Đúng chưa? Tương tự là Cl2 giảm xuống gì? Giảm xuống Cl-1. Các bạn nhớ là trong những cái bài toán mà kim loại ví dụ phi kim á, thì mấy cái thằng phi kim như Cl2 thì sẽ giảm xuống Cl-1. Được không? Còn O2 thì sẽ giảm xuống O-2. Mình nhớ mấy cái số oxy hóa cho nó dễ ha, nhưng mà nhớ nhân 2 chỗ này giùm anh ha. Được không nè? Rồi đây là cộng 2E. Ở đây là O2 cộng 4E. Để ra hai lần O2 trừ. Được chưa? Thì các bạn cũng sẽ đặt hai ẩn bình thường. Ở đây anh đặt hai ẩn ha. A với B kéo đây 2A và 4B. Đúng không? Rồi các bạn cũng sẽ bảo toàn khối lượng. Thực ra phương pháp làm không khác gì hết. Tại vì dấu hiệu vẫn là gì? Vẫn là có những có chất rắn ban đầu, có chất rắn lúc sau. Mình vẫn bảo toàn khối lượng bình thường. Rồi vẫn làm gì nữa? Tổng khối lượng, tổng thể tích khí đúng không? Là tổng số mol của hỗn hợp khí. Tức là vẫn được hai cái phương trình là y chang như ở, chỉ có khác là gì? Thay vì ở dưới chúng ta viết phương trình, chúng ta lập cái sơ đồ oxy hóa khử. Vậy thôi. Được không? Rồi, vậy từ đây các bạn cũng sẽ giải được A và B. Ha, tới đây rồi. Nhưng mà bây giờ nếu như mình muốn tính số mol M, mình không viết phương trình, mình chịu sử dụng cái sơ đồ oxy hóa khử được không? Được. Bởi vì sao nè? Bạn nhìn ha, tổng số mol electron ở bên tay phải phải bằng tổng mol electron bên tay trái. Như vậy ở đây là 2A cộng 4B. Đúng không các bạn? 2A cộng 4B thì mình nhân vô đây nó sẽ ra 0,6 ha. Vậy kéo qua M là nhân chéo chia ngang, như vậy là M 0,3. Nè, nhân 1 nè, chia 2 nè. Đúng không? Như vậy 0,6 nhân 1 chia 2 các bạn ra được số mol của M là 0,3, ra y chang như ở trên. Được chưa? Nhưng mình không cần phải làm gì, mình không cần phải viết phương trình. Thì cách nào cũng được. Các bạn ha, cách nào cũng được, các bạn thấy cách nào tiện tiện mà các bạn nhẩm nhanh á. Vấn đề là những bài này là những bài dễ, nếu bạn nào muốn là điểm cao thì các bạn có thể rèn luyện mà nhẩm. Thì bài cái cách nào bạn thấy nhẩm nhanh được thì các bạn làm. Được không? Không có cấm ha. Tuy nhiên, đối với những cái bài toán mà có nhiều kim loại, nhiều phi kim thì bắt buộc phải làm cách 2, cách 1 không làm được. Được chưa? Bắt buộc phải làm cách 2. Nếu như gặp bài toán nhiều kim loại, nhiều tác dụng nhiều phi kim, ví dụ câu 30. Nếu có 30 là bó tay. Hả? 30 là bó tay, nếu như mình viết phương trình là bó tay. Được không? Anh ơi, À, sao em? má lại cái bỏ toàn khối lượng nha. Đã toàn khối lượng hả? Ở đây đề bài đang Lấy cho tại cái gì? sao lại lấy 23 trừ 72? Người ta cho 7,2 gam kim loại đúng không? Sau phản ứng thu được 23,0 gam chất rắn đúng không? Như vậy thì cái dấu hiệu ở đây là gì? Là người ta đã cho khối lượng chất rắn ban đầu, khối lượng chất rắn lúc sau. Vậy thì anh hỏi là tại sao từ 7,2 nó tăng lên thành 23, 23,0? Tại sao nó lại tăng khối lượng lên như vậy?
Dạ, vì nó cộng thêm khối lượng của sẽ là 2O2. Ừ, thì có phải là M nè, cái đống này là 7,2 gram, cái đống này nè là 23 không? Đúng không? Mà cũng chưa chắc cái đống này là 23 nữa, tại vì người ta nói chất rắn, lỡ như kim loại M còn dư, đúng không? Như vậy thì giả sử như là có kim loại M dư đi, như vậy nguyên cái đống là M dư nè, rồi MCl2 với MO, nguyên cái đống này là 23 gram. Như vậy có phải cái phần tăng thêm là ở phần này đúng không? Là phần giữa này nè, là phần tăng thêm đúng không? À, dạ vâng, hiểu. Ừ, như vậy thì em sẽ bảo toàn khối lượng. Nhớ là khi mình thấy khối lượng chất rắn ban đầu của khối lượng chất rắn lúc sau, các bạn bảo toàn khối lượng là các bạn ra được cái khối lượng khí để tham gia phản ứng. Thì ở đây có hai thằng khí lận, cả hai đứa đã đều tham gia phản ứng, như vậy nó đều làm cho khối lượng chất rắn tăng lên. Được chưa? Đó ha, thì chúng ta sẽ áp dụng cái đó. Nên các bạn phải nhớ cái bảo toàn khối lượng. Tại vì đến chỗ này, tại vì rất là nguy hiểm ha. Có anh nghĩ là bài này cái 23 gram chất rắn này nó có cả M dư, anh nghĩ là như vậy. À không, không có đâu, không có. Kệ đi, không có ha. Nhưng mà lỡ như một bài khác, bài này không có, bài này phải vừa đủ rồi. Nhưng mà lỡ như một bài khác người ta nói là tại biết sao vừa đủ không, tại ở đây người ta có cái chữ phản ứng hoàn toàn này, thấy không? Cho nên là M là phản ứng hết rồi. Nhưng mà lỡ như một bài toán khác người ta cho M dư, người ta nói chất rắn, tại cái chữ chất rắn rất là nguy hiểm, có thể có chất dư trong đó, mà mình lấy cái đó mình chia cho m lớn là có thể mình làm sai. À, cho nên tốt nhất là vẫn là bảo toàn khối lượng nếu như thấy khối lượng chất rắn ban đầu và khối lượng chất rắn sau. Được chưa? Để sẽ có những cái bài toán nhiệt phân nó cũng ngược lại chỗ này nữa, anh sẽ nói sau. À, tại năm ngoái thi học kỳ của mấy anh chị năm ngoái là có một câu như vậy rất là dễ, nhưng anh nghĩ dễ quá anh không dạy. Cái cuối cùng nguyên một đám không biết nào làm đúng hết, tại vì nó bị gài ngay chỗ chất rắn. Ở đây các bạn lưu ý anh chỗ này, được chưa? Rồi tiếp ha các bạn. À, các bạn nhìn cho câu 34. Được chưa? Câu đó được chưa? Dạ được anh ơi. À, được ha. Rồi, câu 34. Câu 34 người ta nói gì đây? Nung 5,6 gram bột sắt với 3,2 gram bột lưu huỳnh ở nhiệt độ cao. Trong điều kiện không có oxy thì thu được hỗn hợp chất rắn X. Cho X vào dung dịch HCl dư thì được hỗn hợp khí Y có tỷ khối so với H2 là 10,6. Người ta nói hiệu suất của phản ứng giữa bột sắt với bột lưu huỳnh là như vậy. Bài toán này không phải là có nhiều kim loại giống như phiên kim, đúng không? Cho nên là anh vẫn chưa nghĩ tới bảo toàn electron, anh vẫn chưa nghĩ tới bảo toàn electron, tại vì nó cũng chưa phải là cái dấu hiệu, được không? Mà ở đây cái bài toán này chỉ là gì thôi, một kim loại, ví dụ một phi kim thôi, vậy chúng ta sẽ ưu tiên cái phương pháp viết phương trình, được không? Mình sẽ ưu tiên cái phương pháp viết phương trình ha. Tại biết sao không, cái hai cái bài toán mà tác dụng lưu huỳnh này anh không biết để đâu, tại vì nó kết hợp nhiều thứ quá đi, nên anh để ở dưới cùng này, hiểu không? Đó là để dưới cùng của dạng luôn, chứ cũng chưa, không phải là nó phải sử dụng bảo toàn E các bạn ha. Anh để dưới cùng là tại vì nó hơi đặc biệt chút xíu, nó cũng không hẳn là đặc biệt nhưng mà nó kết hợp nhiều thứ rồi. Như vậy ở đây các bạn có một kim loại dùng một phi kim đó, mình nghĩ liền tới phương pháp là mình viết phương trình đi đã cho nó dễ, hiểu không? Chừng nào mà có nhiều thứ quá đi mình hãy nghĩ đến những cái cao siêu hơn, cái này viết phương trình được thì mình cứ viết. Nếu các bạn ha, như vậy ở đây các bạn có gì, có Fe tác dụng với lưu huỳnh ra gì, trong bài toán này phải viết được phương trình chính xác, và cái thứ hai nữa phải xác định sản phẩm nó có cái gì mình mới làm được. Được chưa? Vậy Fe cộng lưu huỳnh thì ra FeS, đúng không? Fe cộng S thì ra FeS này tới độ ha, được chưa? Và cái nếu như các bạn đổi số mol, ok đổi được ha, số mol của sắt là 0,1 và số mol của lưu huỳnh là 0,1. Nếu như các bạn thấy số mol như đây là các bạn tiêu, bởi vì sao? Nếu như mình thế vô có nghĩa là chúng ta đang nói gì, sắt và lưu huỳnh phản ứng vừa đủ và phản ứng hết luôn, điều đó không đúng. Bởi vì nếu phản ứng hết rồi là hiệu suất 100%, người ta hỏi hiệu suất làm cái gì nữa, đúng không? Bài này người ta hỏi hiệu suất có nghĩa là phản ứng này chưa hoàn toàn, được chưa? Phản ứng này chưa hoàn toàn, vậy anh sẽ đặt ha, anh sẽ đặt số mol Fe phản ứng là ít,
số môn luôn huỳnh phản ứng là x, số môn fs sinh ra là x, được không? Tại vì theo nguyên tắc là gì, các bạn viết phương trình bạn phải có số môn thế vô. Ngày giờ mình đâu có biết phản ứng bao nhiêu đâu, cho nên mình chưa có số môn thế vào, nên là đặt x, được chưa? Rồi, tại vì bài này nó có nhiều giai đoạn, nên sau giai đoạn 1 này các bạn phải xác định giùm anh hỗn hợp chất rắn x, đúng không? Đây nè, thu được hỗn hợp chất rắn x. Còn cái điều kiện không có oxy là để đảm bảo là lưu huỳnh với lại sắt nó không phản ứng với oxy thôi, không có gì hết. Mình bỏ qua cái đó ha, mình nè, cái này kệ nó đi, đừng có chú tâm tới nó. Như vậy các bạn phải xác định giúp anh là hỗn hợp chất rắn x nó gồm cái gì trong này. Rồi, như vậy trong x nó chứa gì các bạn? Bài này phải xác định được đúng ha. Hả? Chứa gì em? Fe với S. Fe, S. Hết chưa? Không có oxy. Ừ, thì anh đâu nói có oxy đâu. Vậy hết rồi. Hết chưa? Cái này là hỗn hợp sau phản ứng. Hỗn hợp sau phản ứng. Vậy thì lưu sắt với lưu huỳnh nó phản ứng với nhau, nó ra FeS. Vậy thì trong hỗn hợp sau phản ứng nó có FeS không? Có gì anh? Ừ, có, sao em ổng đều. Ủa, mới đọc rồi mà. Ủa, có đâu em. Em kêu là Fe với S, em đâu có kêu FeS đâu. Đúng không? Hay ý em nói là này. Giao đối với là hai cái dưới. Ừ thì tự nhiên em bỏ mất tiêu của thằng FPS của người ta, đúng chưa? Như vậy thì khi mà người ta nói, các bạn lưu ý ha, mỗi lần mà đề nói là gì, thu được hỗn hợp chất rắn x sau phản ứng, các bạn nhớ là hỗn hợp sau phản ứng, thì hỗn hợp này có thể là hỗn hợp chất rắn sau khi cô cạn ha, cũng là sau phản ứng. Rồi hỗn hợp chất rắn xong có phản ứng gì đó, hoặc hỗn hợp khí sau phản ứng gì đó. Luôn luôn các bạn phải nghĩ liền giùm anh, nó sẽ bao gồm hai thành phần. Thứ nhất là các sản phẩm sinh ra. Các sản phẩm sinh ra là chắc chắn phải có, hiểu không? Sản phẩm sinh ra chắc chắn phải có. Cái thứ hai nữa là chất dư, và chúng ta đánh dấu chấm hỏi có chất dư hay không. Tức là không phải lúc nào cũng có chất dư, là phản ứng hoàn toàn vừa đủ thì sẽ không có chất dư. Nhưng mà trong bài toán này người ta đã hỏi hiệu suất, thì chắc chắn là cả hai chất lưu huỳnh và sắt đều phải dư. Tại nếu như một trong hai chất hết thì phản ứng hiệu suất 100%, người ta chả hỏi hiệu suất làm gì, hiểu không? Nên bài toán này chắc chắn có chất dư và cả hai chất sắt và lưu huỳnh đều dư, được chưa? Bởi vì nếu như có một trong hai chất này hết thì sao? Thì hiệu suất 100% mất tiêu rồi, hiểu không? Một trong hai chất hết là hiệu suất 100% rồi ha, người ta không hỏi chi nữa. Các bạn phải lưu ý cái này ha, cái bài toán này, được chưa? Như vậy thì mình phải xác định được rõ ràng thằng x nó chứa ba phần này đã. Rồi sau đó làm gì nữa? Cho x vào HCl dư. À bây giờ mình cho nó vào HCl. Vậy thì cho vào HCl, các bạn nhớ là FeS nó có phản ứng được với HCl ha. Cái này bữa ôm về phần gì đó, phản ứng trao đổi ion trong dịch anh có nói rồi đó. FeS thì tác dụng được với HCl ra FeCl2 cộng H2S. À xác định cái số mol luôn ha. Ở đây số mol của FeS là x, số mol Fe là nhiêu đâu biết. Số mol Fe và số mol của S ở trong thằng x là bao nhiêu các bạn? Số mol của sắt với lưu huỳnh trong hỗn hợp x là bao nhiêu? X nhân 2% à? Hả? Hả? Dụ gì? X nhân... À, đâu rồi. Không biết rồi. Chi cho cực khổ vậy? Không biết. Cái lượng Fe này là Fe dư, lưu huỳnh là lưu huỳnh dư, đúng không? Không mới. Là nhiêu? X chứ không phải 1 à? Hơi ngược không? 0.1 chứ X. 0.1 là lượng ban đầu. Cái lượng dư nó phải lượng ban đầu trừ cho cái lượng phản ứng, đúng không? Cái số tiền còn lại trong túi của các bạn có phải là cái số tiền ban đầu trừ đi số tiền đã xài. Thì ở đây cái lượng sắt ban đầu 0.1 đã xài không, còn đã xài là X. Vậy lượng dư là 0.1 trừ X. Được chưa? Rồi. Nên là bài này cũng không có gì hết, thì mình phải xác định rõ là trong từng sau từng giai đoạn đó có chất gì và chất gì dư. Ha, mình phải xác định được cái đó. Và lưu ý cái này giùm anh. Hiểu không? Lưu ý cái này ha. Rồi. Tiếp tục ha các bạn.
Rồi mình viết phương trình thì ở đây các bạn thấy là cho cái hỗn hợp X này tác dụng với HCl thì sẽ có FE tác dụng HCl. FE cũng tác dụng với HCl luôn. Tạo ra FeCl2 và H2 này ai cũng biết đúng không? Rồi, còn S thì sao? Cái thằng lưu huỳnh thì nó không phản ứng với HCl. Được chưa? Như vậy hỗn hợp khí Y nó chứa cái gì? Hỗn hợp khí Y này nó phải chứa H2S. H2S là một khí mà khí mùi trứng thối đúng không? Và H2. Kịp chưa? Lúc này các bạn thế số mol vào ha. Này chỉ viết phương trình thế số mol thôi à, không có gì hết. FeS là X, thằng Fe là 0,1 trừ X. Được chưa? Rồi kéo qua bên này là X, kéo qua bên này là 0,1 trừ X. Ok ha, như vậy số mol của H2 là X và số mol của số mol H2S là X và số mol của H2 là 0,1 trừ X. Rồi được chưa? Vậy các bạn có rồi, bây giờ mình có gì nữa? Mình có cái tỷ khối đối với H2 là 10,6. Bây giờ mình nhắc lại cái chỗ tỷ khối này. Tỷ khối hôm bữa anh có lưu ý cho các bạn rồi đúng không? Khi mà mình có tỷ khối các bạn phải làm bước đầu tiên luôn, đó là các bạn tính ra M lớn trung bình của hỗn hợp. Nhớ nha, tỷ khối cho rất là nhiều lần, cho nên các bạn phải làm thật là quen cái cách xử lý dữ kiện tỷ khối. Tỷ khối khi đề bài đã cho rồi, các bạn phải tính được ngay cái M lớn trung bình, cái khối lượng mol trung bình của hỗn hợp. Tính như thế nào? Các bạn sẽ lấy cái tỷ khối nè, đúng không? Bạn nhân cho M lớn của cái khí so với, thì ở đây người ta nói so với H2, như vậy bạn nhân cho 2. So với heli thì nhân 4, so với không khí thì nhân 29 ha. Được không? Hôm bữa anh có ghi bên cái trang bên kia để các bạn rồi. Thì chơi vậy ở đây các bạn sẽ tính được cái số mol của cái M lớn trung bình đúng không? Là 21,2 gram. Được chưa? Đó là bước số 1. Vậy bước số 2 làm gì? Khi có M lớn trung bình mình thiết lập ngay cái phương trình gì các bạn? Mình lấy M lớn trung bình trừ đi M lớn của từng khí nhân với lại số mol. Đúng không? Vậy các bạn lấy M lớn trung bình ha là 21,2 trừ đi M lớn của khí thứ nhất là 34. H2S M lớn 34 ha, nhân số mol của chất đó cộng với lại M lớn trung bình trừ M lớn của khí thứ hai nhân số mol của chất đó. Này bạn, bằng 0. Được chưa? Thì nếu bình thường như mình có hai ẩn ít y, nếu như bình thường các bạn có hai ẩn ít y thì các bạn sẽ tìm được ít, bạn sẽ tìm được ít với y ha. Nhưng mà ở đây mình có một ẩn ít thôi, thì các bạn xếp so với các bạn ra được ít thôi nè. Rồi tìm mình có ít là nhiêu? Này xếp so vào ra ha. Không phẩy không sáu. Rồi vậy nếu ít là 0,6 vậy có nghĩa là lượng sắt tham gia phản ứng là 0,6, lượng lưu huỳnh tham gia phản ứng cũng là 0,6. Được chưa? Vậy là xong rồi đó. Bây giờ mình tính hiệu suất thôi. Và trước khi tính hiệu suất phải làm cái gì? Trước khi tính hiệu suất các bạn nhớ giùm anh một cái, đó là hiệu suất phải tính theo chất thiếu, đúng không? Chất thiếu là sao? Là bây giờ các bạn sẽ làm toán dư đúng không? Bạn lấy cái số mol ban đầu nè, bạn chia cho hệ số phương trình. Thì các bạn thấy là nếu như mình lấy 0,1 mình chia hệ số phương trình là 1. Đúng chưa? Ở bên đây cũng là 0,1 chia hệ số phương trình là 1, vậy hai này bằng nhau. Vậy khi nó bằng nhau thì sao? Khi nó bằng nhau có nghĩa là bạn tính hiệu suất theo chất nào cũng đúng. Được chưa? Đó là cách số 1. Cách số 2 là mình bỏ não nhà luôn, mình không có cần phải nhớ cái vụ mà tính hiệu suất theo chất thiếu. Mình sẽ làm sao? Các bạn tính giùm anh hết cả hai cái hiệu suất theo Fe và S luôn. Được chưa? Cái số nào bự hơn thì mình lấy. Hiểu không? Cách số 2 đó là tính theo cả hai chất. Lấy số bự hơn, lấy số lớn hơn. Được không? Nhưng mà cách này chống chế nha. Cái chúng ta cần hiểu là cách số 1. Được chưa? Tại vì đôi khi người ta đổi lại chút xíu là các bạn làm cách số 2 là làm được. Được chưa? Nhưng mà tại vì những bài toán cơ bản thì thường đề thi cũng sẽ không có quá gài các bạn. Cho nên là có thể mình vẫn dùng cách số 2 chống chế xíu được. Nếu như mình quên mất, mình không biết làm sao hết, các bạn nhớ là mình cứ tính theo hết cả hai chất giùm anh. Rồi sau đó mình lấy cái số bự hơn.
được chưa? Nhưng vẫn vẫn khuyến khích là mình phải hiểu cách một nha, tại vì đôi khi có một số bài toán mình không xài cách hai được đâu. Ok được chưa? Đây, đó là câu 34 vậy thôi. Được chưa bạn? Được chưa? Hả sao vụ gì? Anh ơi, em không biết tại sao mình cho FE dương tác dụng HCl mà còn thằng S dương không tác dụng. Thì tại nó không phản ứng. Lưu huỳnh đâu phản ứng với lại axit. Lưu huỳnh không phản ứng với lại hả? Sao biết hả? Thì bây giờ giờ dạy cho nó dễ biết nè. Em mở cái phần mà anh ôm á, nào mà không có chỏng thì nó không có. Ok này. Nói chung là tất nhiên là anh nói như vậy nó cũng không có chính xác lắm hay làm sao mà anh ôn tất cả được, nhưng mà tạm thời đối với những bài cơ bản thì bây giờ cái gì mà nó không có trong phần anh ôn thì là không có phản ứng. Ví dụ lưu huỳnh không có phản ứng với HCl cho nên anh không ôn được không, còn cái nào mà nó đặc biệt hay cái gì đó thì anh nhấn mạnh thôi, em ghi thêm vô rồi em đánh dấu sao là những cái này là có phản ứng còn những cái còn lại thì không, vậy đi được chưa? Dạ ok này. À, đó là cách học cho mấy đứa mà bị mất gốc ha. Còn mà bạn nào mà không bị mất gốc thì chúng ta vẫn phải hiểu gốc, hiểu không? Ồ, anh. Hả sao? Cái ít là ban Số đầu nó mol của Fe, số mol Fe và lưu huỳnh đã tham gia phản ứng. Còn cái ban đầu là không biết một mà em. vậy là nếu mà mình tính hiệu suất á là mình lấy ban đầu nhân trăm nhiều chưa phản ứng hả? Phản ứng chia ban đầu, hiệu suất bằng phản ứng chia ban đầu nhân Ồ, trăm phần trăm. vậy Nếu là mà em lấy ban đầu mà em chia phản ứng ra lớn hơn 100% thì sao? Cái lượng phản ứng lúc nào cũng nhỏ hơn chứ. Rồi, được chưa các bạn? Câu số 34 này các bạn có thể sử dụng bảo toàn electron. À, câu 34 này chúng ta có thể sử dụng bảo toàn electron. Tuy nhiên thì anh không muốn khuyến khích lắm, thực ra làm cũng được nhưng mà anh thấy nó cũng chả có nhanh hơn bao nhiêu. Nên anh mới để phía dưới này, tức là mình có nhiều cách làm à, nhưng mà anh thấy cách này nó vẫn dễ hiểu hơn với lại đỡ sai hơn. Bảo toàn electron thì cũng được nhưng mà nó cũng chả có nhanh hơn miếng nào. Được chưa? Vậy hệ thống lại cái bài tập này nha các bạn, hệ thống lại bài tập này mình sẽ có ba cái kiểu làm tùy vào cái dạng bài tập mà chúng ta sẽ làm ha. Thứ nhất là nếu như có một kim loại với một phi kim, hoặc là hai kim loại một phi kim, nói chung là ít phương trình thôi, các bạn viết được một hai phương trình thôi mà đặt ẩn được á thì các bạn có thể viết phương trình ra được không. Cái thứ hai nữa, nếu như chúng ta có khối lượng chất rắn ban đầu và khối lượng chất rắn lúc sau thì sao, thì chắc chắn là các bạn phải sử dụng bảo toàn khối lượng đó, bạn ra được khối lượng chênh lệch đó là khối lượng của khí tham gia phản ứng, được chưa? Tại vì đôi khi mình lấy khối lượng chất rắn mình chia M lớn là coi chừng ha, coi chừng mình sẽ làm sai á, người ta gài. Và cái thứ ba là bảo toàn ở trong bắt buộc sử dụng khi có nhiều kim loại tác dụng với nhiều phi kim, tại vì không có cách nào khác, được chưa? Đó, mình có ba cái phương pháp này. Ok ha, anh hệ thống lại cho các bạn. Rồi như vậy là mình kết thúc dạng bài tập này ha các bạn ha. Đi nha, đi tiếp nha. Rồi các bạn quay lại bài toán HNO3 với anh. Bài toán HNO3 nó khá là nhiều. Mình quay lại bài toán HNO3 ha, để anh xem coi là theo kế hoạch như thế nào. Bạn đợi xíu nha. Tuần sau các bạn vẫn thi giữa kỳ đúng không? Chỉ có mỗi Nguyễn Huân là thi tuần này, Nguyễn Huân với lại Gia Định là thi, vẫn Gia Định thi chưa? Sao không biết anh ơi. Còn Thủ Đức là tuần sau đúng không? Linh Dạ Trung cũng đúng tuần thế. sau. Cho nên là tuần sau cuối buổi mình vẫn học nâng cao ha. Rồi chừng nào bạn thi giữa kỳ xong hết rồi anh sẽ sang cái phần đánh giá năng lực ST, tại vì có một số bạn lo ôn thi giữa kỳ thì khó có thể nào tiếp thu được phần đó. Hay như vậy tuần sau mình vẫn học cái phần nâng cao ST. Anh chúc rồi ok rồi tiếp ha. Gần trái đáp án rồi. Rồi, bây giờ mình nhìn câu số 11.
hòa tan em gam hỗn hợp ít gồm có magie và nhôm vào HNO3 đặc nguội dư thì thu được 0,36336 lít NO2 ở 0 độ C và 2 atmosphere. Cũng M gam trên hòa tan HNO3 loãng dư thu được như đây ở 0 độ C và 4 atmosphere. Cái câu này nó khác cái câu còn lại, những cái câu phía trên. Người ta cho thể tích khí ở điều kiện tiêu chuẩn, đúng không? Còn cái bài này nó quỷ quái gì, người ta cho thể tích khí ở cái quỷ này nè. Đúng không các bạn? Nó không có nhìn nó khó chịu không? Khó chịu hay nó không phải điều kiện tiêu chuẩn. Như vậy bây giờ mình phải làm sao? Để khi mà đề bài cho thể tích khí không phải ở điều kiện tiêu chuẩn thì các bạn phải làm gì? Các bạn phải tính số mol của khí theo công thức như sau: N bằng PV chia RT. Được không? PV chia RT thì P ở đây chính là áp suất. P là áp suất. Áp suất đơn vị là ATM là atmosphere. À, cái thứ hai là V, V thì tính bằng lít thì thể tích mình biết rồi, được không? T T là nhiệt độ. Nhiệt độ nhưng mà tính bằng K nha các bạn nha. Nhiệt độ. Nhiệt độ nhưng mà tính bằng K. K này nó sẽ bằng độ C cộng với 273. Được không nè? Như vậy ở đây cái 0 độ C này các bạn không có thế vào số 0, không có thế số 0 vô đây. Thế số 0 vô đó rồi bấm máy tính ra mass error, đúng không? Rồi sao được, tại số 0 dưới mẫu rồi. Rồi bạn phải lấy 0 nó cộng với 273, tức là thế vào chữ T này là thế số 273 chứ không có thế số 0. Ví dụ người ta cho 25 độ C, các bạn không có thế ở dưới mẫu là 25, các bạn phải thế dưới mẫu là 25 cộng 273, tức là 298, mình thế 298 vô chỗ T đó. Nghe kịp không? Nhớ cái chỗ T nha. Cái này có thể là có nhiều bạn nhớ rồi nhưng anh phải nhắc lại. Rồi, thằng R, R là bằng 0,082, đơn vị là gì kể đi. Bạn nhớ con số giúp anh là R là 0,082. Ha, rồi. Đó, bây giờ mình thế áp dụng công thức này và nhớ khi nào áp dụng công thức này, khi đề bài không cho thể tích khí ở điều kiện tiêu chuẩn. Người ta cho ở trên điều kiện tiêu chuẩn thì mình chia 2/4 cái rụp là xong, nhưng ở đây không phải điều kiện tiêu chuẩn thì bạn phải dùng công thức này. Rồi tính giùm anh liền có số mol của NO2 trong trường hợp đầu và số mol NO trong trường hợp sau là bao nhiêu. Rồi tính liền nữa các bạn. Rồi nhiêu? Có ra chưa các bạn? Cái số đầu tiên là 0,3 đúng không nè? Ủa, còn những lớp không ta? Còn mà. Phải số này 0,3 không? Đúng không? Số ở dưới là nhiêu? Không 0,3 luôn. À, bấm được hả? Hay sao? Không, em bấm, em mới bấm. Em mới chết cái bảng luôn. À, ok. Rồi vậy bấm không chưa? Ra được chưa? Đó, nên là bài này thì chỉ có một cái lưu ý. Rồi cái lưu ý thứ nhất là cái chỗ này ha các bạn ha. Rồi cái lưu ý thứ hai như sau. Lưu ý thứ hai như sau. Các bạn xác định giùm anh trường hợp đầu tiên mình viết mấy phương trình. Trường hợp thứ hai mình viết mấy phương trình. Thực ra không cần viết phương trình ha, nhưng mà anh đang hỏi các bạn có bao nhiêu phương trình á, xong mà tí nữa mình sử dụng bảo tàng S trong thôi là được rồi. Nhưng mà cần phải biết coi là có mấy phản ứng xảy ra. Rồi, trường hợp đầu tiên nè, magie và nhôm tác dụng HNO3 đặc nguội dư thì thu được như đây. Rồi, hỏi bao nhiêu phương trình phản ứng xảy ra? Bao nhiêu phản ứng xảy ra mình phải viết phương trình bao nhiêu? Dạ, thôi hỏi đi. Từ để hỏi cái coi. Minh Thư Thư đâu rồi? Nay bạn nào chích vaccine mà mệt thì chúng ta cứ có thể nghỉ ha, không có
anh không ép các bạn học đâu, tại vì học học mà mệt thì cũng đâu hiểu gì đâu. Còn khi nào mà mình khỏe lại rồi các bạn coi lại video cũng được. Rồi mình thường không thấy đâu hết trơn. Tiêu bạn. Rồi Ngọc Mẫn, có đang em? Mẫn thì chắc không chích đúng không? Hai nữa anh. À, tại sao hai vậy em? Hai là hai cái gì? MG tác dụng với lại H2O3 với lại AL Rồi, ok, cảm ơn em. Đó, nên là anh phải đưa bài này ra biết si, biết chi không? Tại vì anh bị gãy hết trơn á. Chỗ này HNO3 đặt nguội. Các bạn lấy cái bút highlight các bạn tô đậm chỗ này luôn giùm anh ha. HNO3 đặt nguội. Thấy cái chữ đặt nguội không? Cái chữ nó quan trọng lắm nha. Tại vì nếu như chúng ta gặp HNO3 đặt nguội thì nhôm, sắt và chrome sẽ bị thụ động hóa, hay nói cách khác đó là nếu như có Fe nè, có Al và có Cr mà còn HNO3 đặt nguội nữa. Nguội nha, đặt nguội thì không phản ứng, tức là mình không có viết phương trình với nó. Như vậy trong trường hợp đầu tiên này HNO3 đặt nguội, các bạn chỉ viết phương trình với magie mà thôi. Kỳ không? Nhớ chỗ này ha. Cái này phần lý thuyết anh có ôn rồi nhưng mà chưa nhấn mạnh. Bây giờ nhấn mạnh nha các bạn nha. Đừng có để bị gài ha. Cẩn thận chỗ này. Rồi như vậy trong trường hợp đầu tiên chỉ có một phản ứng xảy ra, tức là magie tăng từ 0 lên magie cộng 2 cộng 2e. Và gì nữa? N cộng 5 đúng không? Tức là NO3 trừ. Ở đây cộng 5 cộng 1e để ra NO2. Đúng không? N3 trừ cộng 1 N cộng 5 đó cộng 1e để ra N cộng 4 á. À, nhưng mà anh viết như thế này luôn để mà qua bài toán tiếp theo chúng ta dễ làm bài. Được chưa? Thì thay vì chúng ta viết phương trình ra, tại nếu các bạn viết phương trình cũng được nhưng mà mình phải ngồi cân bằng rất là mệt, hiểu không? Chúng ta vẽ viết sơ đồ xong thử thôi. Nên dạng bài tập HNO3 này bắt buộc dùng bảo toàn ở trong, không có viết phương trình. Nhưng mà các bạn phải hiểu rằng là chất nào sẽ tham gia phản ứng. Ví dụ trong trường hợp đầu tiên này magie và nhôm tác dụng HNO3 đặt nguội, anh phải xác định được rằng nhôm không phản ứng cho nên anh không được viết nhôm vô đây, hiểu không? Viết nhôm vô đây là tiêu liền á. Cho nên trường hợp đầu tiên như đó ha, như thế thôi ha. Như vậy các bạn tính được cái số mol của NO2 là 0,3. Mình thấy ở đây có 0,3 nè, kéo ở đây 0,3 nè. Tổng mol E bên phải sẽ bằng tổng mol E bên bên trái. Như vậy ở đây 0,3. Để kéo mol anh magie là nhiêu? 0,010, 10 lắm. Rồi ra được mol của magie rồi. Được chưa? Rồi, xong ha, tiếp tục. Các bạn có gì nữa? Các bạn có mà phản ứng thứ hai là phản ứng với HNO3 loãng. HNO3 loãng là phản ứng được hết, không có kén chọn. Được chưa? Trừ tất nhiên là trừ vàng với lại bạch kim ra thôi ha. Còn lại là mấy kim loại khác thì đa số là quất được hết. Được chưa? Không có kén chọn nè. Vậy các bạn thấy là có magie nè. Lên thành Mg cộng 2 cộng 2e rồi nhôm đúng không? Al lên Al cộng 3 cộng 3e. Được chưa? Ở bên đây chúng ta sẽ có NO3 trừ ở đây cộng 5 cộng 3e để ra NO. Được không? Bao nhiêu electron thì chúng ta có thể tính được ha, bởi vì NO là cộng 2 cộng 5 xuống cộng 2 tức là 3 electron. Được chưa? Nhưng mà anh kêu các bạn thuộc luôn á để làm bài cho nó lẹ, nếu mà mình viết thôi. Mình viết ngoáy ngoáy cho nó nhanh. Hiểu không? Rồi như vậy ở đây cái số mol của NO là 0,03, các bạn kéo qua mol electron là 0,9. Được chưa? Mol của magie mình đã có ở phía trên rồi là 0,015, các bạn thế vào xuống dưới 0,015 kéo qua đây 0,03. Tổng mol E bên phải phải bằng tổng mol E bên trái. Đúng chưa? Tổng ở đây 0,09 nè. Ở đây 0,03, như vậy chỗ này sẽ là 0,06. Hiểu không? Ở đây 0,09, đây 0,03 thì trừ xuống ở đây sẽ là 0,06. Được ha? Vậy nhân chéo chia ngang qua nhôm sẽ là 0,02. Ok, xong rồi. Vậy các bạn đã có được số mol của magie 0,015 và số mol nhôm là 0,02. Xong, tìm được khối lượng giá trị, tìm được cái khối lượng hỗn hợp và giá trị M là xong. Được chưa? Không có gì để thắc mắc nữa hết. Phút này là dễ rồi. Chỉ có hai cái lưu ý. Thứ nhất, đó là nếu như đề bài cho chúng ta cái thể tích khí không phải điều kiện chuẩn, bạn phải tính số mol bằng công thức này, không được chia 2 phép 4. Cái thứ hai, điều kiện chuẩn là sao? Tức là khi người ta cho cái điều kiện tiêu chuẩn như nè, chia 2 phép 4 bình thường đúng không? Không có chữ đó mà người ta cho cái giá trị
nhiệt độ với lại áp suất thì bạn phải tính bằng công thức kia. Thứ hai nữa, khi gặp HNO3 đặc nguội thì Fe, Al và Cr không tham gia phản ứng, không có viết phương trình, không có đưa nó vào sơ đồ sinh học. Được chưa? Nhớ nha. Ủa Minh Huy nãy thoát rồi đúng không? Ủa mới vô lại hả? Dạ em mới vô lại anh, tại nãy em không nghe anh nói, không thấy anh trình chiếu gì em mới thoát ra vô lại anh. À vậy hả? Dạ. Nãy tại nãy anh thấy em thoát. Rồi tiếp nha. Này chắc phải đợi các bạn tiêm hết hai mũi xong rồi qua tháng 1 mình học trực tiếp được vài bữa ha. Cái xong nghỉ Tết. Nghỉ Tết xong vô cái ôn đánh giá năng lực đùng đùng, cái cuối tháng 3 bạn thi đánh giá năng lực xong. Là tới tới thấy thi cử rồi đó. Nên là phải tốc hành từ bây giờ. Rồi tiếp tục ha. Rồi, chúng ta sang câu tiếp theo ở trang 79. Trang 79 ha, bạn nhìn vô câu số 16. Hòa tan hết M gam bột kim loại nhôm trong dung dịch HNO3 thì thu được hỗn hợp 3 khí này. Tỷ lệ thể tích của 3 khí này là 321. Trị số của M là. Được không? Như vậy trong trường hợp này bạn thấy nè, người ta cho thể tổng thể tích 3 khí và cho tỷ lệ của 3 khí này rồi. Và hôm bữa anh có chỉ các bạn cái cách để chúng ta xử lý cái chỗ tỷ lệ này. Đúng không? Hình như anh xóa mất tiêu. Ở đây nè, còn nè. Xử lý tỷ lệ mol. Thấy không? Đây nè. Thấy chưa? Thì các bạn sẽ có hai cách ha. Một á, là các bạn sẽ đặt theo kiểu là nếu như tỷ lệ 1:1 mình sẽ đặt là x với x, tỷ lệ 2:1 là đặt 2x với lại x, đúng không? Cách số 2 các bạn sẽ giải hệ trong trường hợp này. Nhưng mà ở đây có 3 khí lận cho nên mình dùng cách số 1 sẽ tốt hơn. Được không nè? Anh đưa nhiều cách thì mình tùy trường hợp ha. Ở đây chúng ta dùng cách số 1 sẽ tốt hơn. Có nghĩa là các bạn thấy rằng là tỷ lệ thể tích của 3 khí này là 321, có nghĩa là tỷ lệ số mol của tụi nó cũng sẽ là 321. Vậy thì anh sẽ đặt số mol của NO là 3x, N2O là 2x và N2 là x. Được chưa? Đặt vậy đến chi có còn một ẩn ha. Còn một ẩn nó có thêm cái dữ kiện nữa, chắc chắn các bạn sẽ giải được ba cái số mol này. Đúng không? Như vậy thì số mol của hỗn hợp khí nó sẽ bằng 3x cộng 2x cộng x và bằng bao nhiêu? Cái này giải ra là 0,6 không ta? 0,6 mol. Được chưa? Thì từ đây các bạn sẽ tìm được x bằng 0,1. Kiểu không nè? Nhưng mà tới x bằng 0,1 rồi, nhưng mà mình phải chú ý chút xíu ha, mình phải chú ý chút xíu, đó là mình phải suy ra tiếp số mol của NO là 0,3 mol. Rồi N2O là 0,2 mol. Và N2 là 0,1 mol. Được chưa? Đó mình phải chú ý giúp xíu ha, để mình nhân nó lên lại để ra được cái số mol. Còn không thì các bạn lấy cái số này luôn á thì có thể mình sẽ làm sai. Được chưa? Đó là cái cách xử lý dữ kiện về tỷ lệ mol. Thì hôm qua bữa anh đã chỉ các bạn rồi. Được ha. Rồi, nhưng bây tới đây rồi thì đâu có gì nữa đâu, mình bảo thằng electron thôi. Một mình thằng nhôm tác dụng HNO3 nhưng mà ra tới ba sản phẩm khử, đúng không các bạn? Bình thường. Như vậy là mình sẽ viết là gì? Al. Al nè. Al0 lên Al cộng 3 cộng 3e. Ở bên đây chúng ta sẽ có NO3 trừ, ở đây cộng 5 đúng không? Cộng mấy? Cộng 3 electron để xuống NO. Ở đây cộng 2. Rồi, NO3 trừ cộng 8e. Để ra N2O. Và NO3 trừ cộng 10E để ra N2. Tại sao 8E, tại sao 10E? Nhớ nè, ở đây N cộng 5, ở đây là N cộng 1. 5 trừ 1 bằng 4. Tuy nhiên có số 2, nhân 2 lên là bằng 8. 5 nè, trừ 0 là 5, nhưng có số 2 nên nhân 2 lên thành 10. Được chưa? Có nghĩa là mỗi nguyên tử nitơ sẽ nhận 5 electron, nhưng mà hai nguyên tử nitơ lận thì là 10.
chú ý cái này nha, cho nên anh kêu các bạn học thuộc luôn là dễ, hiểu không? Suy luận cũng được, tốt, không có gì hết, nhưng mà hồi suy luận cái mình quên nhân số 2 cái ra chất quốc được chưa, là tốt nhất là mình có năm cái sản phẩm khử các bạn học thuộc giùm anh, nếu phần bữa mình tô màu hồng á nè. Rồi số môn NO là 0.3 nè, kéo qua đây 0.9 đúng không, thế số môn cho thôi 0.2 1.6 0.1 1, tổng môn E bên phải phải bằng tổng môn E bên trái, thì tổng ở đây là nhiêu nhỉ, 2.6 đúng không, ra số gì xấu gì vậy, có kể đó hả. Rồi chia đây là 2.6 chia 3 được chưa. Rồi bạn sẽ tính được cái khối lượng ha. Từ nha, anh có lộn chỗ nào không vậy? Ủa, anh tính nhầm rồi. Sorry các bạn, tính lộn đây 3.5 à, ra số vẫn 6. À đúng rồi à, số nó hơi xấu tí cả đó. Được không nè, bảo toàn môn E thôi, không có gì hết à, chỉ có lưu ý cái chỗ tỷ lệ môn anh đưa ra để các bạn lưu ý cái này. Rồi, được chưa? Ổn không? Ổn không? Chắc ổn đúng không? Rồi, anh đi tiếp câu số 19 nha. Hòa tan hoàn toàn 1,35 gram kim loại M vào dung dịch HNO3 loãng dư thì thu được 0,336 lít khí duy nhất là N2. Vậy M là kim loại nào dưới đây? Như vậy ở đây anh cho một cái câu bài tập kêu các bạn tìm tên kim loại. Nhắc lại, muốn tìm tên kim loại phải tìm gì? Tìm M lớn. Nhớ nha, vậy muốn tìm M lớn mà phải có khối lượng và số mol, như vậy ở đây có khối lượng rồi, đi tìm số mol thôi. Được chưa? Tuy nhiên cái bài này nó khác với những cái bài hồi nãy mà anh chỉ các bạn, đó là gì? Bài này người ta không cho hóa trị. Được chưa? Bài này không cho hóa trị. Vậy nếu bài này không cho hóa trị thì mình làm gì? Các bạn phải đặt hóa trị là N, tức là kim loại M nè bị oxy hóa thành ion MN cộng với số oxy hóa là cộng N ha, cộng N electron, tức là anh đặt N là hóa trị của kim loại M thì từ M0 lên M cộng N cộng NE. Được chưa? Rồi, tiếp theo là chúng ta sẽ có NO3 trừ đúng không? Cộng 10E để ra N2. Cái này không nói gì rồi, nó giống ở trên. Được chưa? Rồi các bạn bảo toàn electron bình thường. Được không nè, số mol của N2 tính ra là 0,015, kéo qua đây là 0,15. Vậy thì bảo toàn mol E ha, tổng mol E bên trái bằng tổng mol E bên phải, đây 0,15. Bây giờ mình nhân chéo cho nghe nè, vậy nhân 1 chia N, đúng không? Vậy là 0,15 chia N. Được chưa? Vậy tới đây các bạn sẽ tìm được M, M lớn của M ha, bằng cách là lấy khối lượng chia cho số mol. Lẽ ra là chia 0,15 phần N, nhưng mà chia phân số là nhân nghịch đảo mà, cho nên là chia cái tử nhân cái mẫu này. Được chưa? Thì chỗ này các bạn rút, bấm máy tính của cục này ha, bấm máy tính cục này nó ra 9. Được không? Như vậy thì M lớn của M nó sẽ bằng 9N. Ok không? Như vậy tới đây mình sẽ chạy số. Các bạn cho N bằng 1, 2, 3 ha, N bằng 1, 2, 3. Mình sẽ thế vô, N bằng 1 thế vô đây thì M lớn sẽ bằng 9, N bằng 2 thế vô đây thì M lớn bằng 18, N bằng 3 thế vô đây thì M lớn bằng 27. Chỉ có mỗi thằng 27 là nhận thôi, vì đó là nhôm. Được chưa? Tại vì nhôm nó có hóa trị 3, M lớn bằng 27, hóa điều kiện rồi. Và các bạn làm bài quen đó các bạn thấy là ra 9N là bạn biết nhôm luôn, khoanh vô luôn, hỏi còn phải chạy số chi nữa. Hiểu không? Mình làm bài quen mình thấy 9N là biết là nhôm rồi. Được nha. Ví dụ thấy 12N là biết magie, rồi thấy 32N là biết CO, biết đồng.
Được chưa các bạn? Thì đây là cái một cái ví dụ nếu như đề bài cho tìm kim loại nhưng mà lại không cho hóa trị thì chúng ta sẽ làm như thế này. Được chưa? Rồi tiếp nha. Rồi, số 17 nha các bạn. Bạn đọc đề của 17 nè. Có nhanh quá không? Ai chưa kịp thì la lên nha. Để biết. Tại máy này dạy y chang lớp 11 đó, cho nên sẽ nói hơi nhanh xíu. Rồi, câu số 17. Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gồm có kẽm và kẽm oxit bằng dung dịch H2O3 loãng dư. Kết thúc thí nghiệm không thấy khí thoát ra. Không thấy khí tách ra tức là không có mấy cái thằng NO2, NO, N2O, N2. Hiểu không? Không thấy khí tách ra. Như vậy sản phẩm khử ở đây là gì nè? 4NO3 ta cho nè. Được không? Thu được dung dịch thì có chứa 8 gram nè, 4NO3 và 113,4 gram ZnO3 hai lần. Được ha? Rồi. Như vậy thì bài này các bạn viết mấy phương trình? Nếu như bài này anh kêu viết phương trình, các bạn sẽ viết bao nhiêu phương trình? Bao nhiêu các bạn? Hỏi nha. Kêu bao nhiêu không biết nào trả lời hết trơn. Rồi Thục Anh, bài này em viết bao nhiêu phương trình? Mấy, bao nhiêu em? Dạ, 2. 2, đúng rồi. Đúng là hai rồi. Vậy phương trình đầu tiên là cái gì nè? Em đọc đi anh viết nè. Zn cộng HNO3. Rồi, Zn cộng HNO3 là gì? ZnO3 hai lần cộng HNO4NO3. Đúng rồi, cộng NH4NO3 cộng gì nữa? Cộng nước, chính xác. Tiếp tục, phương trình thứ hai. Dạ, ZnO cộng HNO3. Rồi, ra gì? ZnO3 hai lần cộng HNO. Ủa, sao không có HNO4NO3? Giống trên mà. Dạ, cộng NH4NO3. Có không? Có NH4NO3 không? Hiểu biết thì ban đầu em nói không có gì, anh hỏi ngược lại em nói có gì là có hay không, xong gái khó hiểu à, nói có là không là sao, giờ có hay không nè? Chắc không, chắc chưa? Dạ chắc rồi, chắc nha. Rồi cảm ơn em, bạn nói đúng rồi nha các bạn, không có nha. Biết tại sao không có không? Bởi vì anh đưa ra cái bài này là vậy á. Mà thực ra bạn nghe mà anh dài vậy, bạn biết anh dài rồi, cho nên chắc chắn là không có. Tại vì sao nè? Tại sao chỗ này có NH4NO3? Bởi vì trong NH4NO3 cái N là N trừ 3, đây là N cộng 5. Đúng không các bạn? Có nghĩa là N cộng 5 đã bị khử xuống N trừ 3, tức là số sinh hóa đang đi xuống. Như vậy thì nếu như muốn N đi xuống thì phải có một đứa đi lên. Phải có cho có nhận, chứ không đứa không bao giờ mà chỉ có cho mà không có nhận được. Đúng không? Hoặc là chỉ có nhận không có cho, mà chỉ có đi xuống không có đi lên không được. Như vậy đã có đứa đi xuống thì phải có đi lên. Như vậy Zn từ 0 đi lên cộng 2. Ok. Nhưng mà trong trường hợp này ZnO á, Zn đã là cộng 2 rồi. Thế các bạn, Zn đã là cộng 2 rồi. Và qua bên này Zn vẫn là cộng 2. Tại vì Zn cộng 2 là cái số sinh hóa cao nhất của thằng Zn, của thằng kẽm rồi. Nó không có tăng lên được nữa. Đúng không? Nó sẽ không tăng lên được nữa. Như vậy cộng 2 qua bên kia vẫn là cộng 2. Vậy thì nếu Zn không được tăng lên, Zn đã không tăng rồi thì N cộng 5 không được giảm. Vậy chỗ này sẽ không có NH4NO3. Và dù là có NO, NO2 hay gì nó cũng sẽ không được có. Hiểu không? Sẽ không được có. Vậy trong bài toán này không có khó. Chỉ có một cái đó là gì? NH4NO3 này chỉ sinh ra từ phương trình của kẽm mà thôi. Được chưa? Còn cái ZnO3 hai lần nó sinh ra từ cả hai phương trình là kẽm và kẽm oxit luôn.
lưu ý cái này ha. Về bài này anh viết phương trình để cho các bạn thấy thôi, nhưng thực ra nếu mà mình làm thì mình làm sao? À, bây giờ mình sẽ viết sơ đồ đây nè. Zn 0 đúng không? Ra Zn cộng 2 cộng 2e. Bên này sẽ là n 3 trừ cộng 8e để ra n 4 cộng. Đúng không? Giống như cái phương trình hôm bữa anh chỉ. Được chưa? Số mol của NH4 NO3 tức là số mol NH4 cộng là 0,1 mol, bạn kéo vào đây 0,8. Tổng mol này bên trái mà tổng bên phải vào đây 0,8 nè. Vậy kéo vào đây là 0,4. Như vậy bạn ra được số mol của kẽm là 0,4. Được chưa? Bây giờ đến khối lượng cái lượng muối thì sao? Nhớ nè, có phải toàn bộ lượng Zn trước phản ứng nó chu vô muối hết không? Nè nhìn phương trình đi, có phải toàn bộ lượng Zn ở đây chu vô muối? Toàn bộ lượng Zn ở đây chu vô muối không? Đúng không các bạn? Như vậy toàn bộ lượng Zn trước phản ứng nó đã đi vào muối rồi, nên chúng ta sẽ dùng bảo toàn nguyên tố Zn, các không cần trình. Được chưa? Toàn bộ lượng kim loại trước phản ứng nó đã đi vào trong muối hết. Như vậy các bạn sẽ có Z, số mol của Zn cộng với số mol ZnO, bởi vì trong ZnO nó có một thằng Zn thôi à, ha, sẽ bằng số mol của Zn NO3 hai lần. Được chưa? Mà số mol đây là 0,4, số mol đây là nhiêu? Để anh chia coi nhiêu nha. 0,6. Nhưng mà các bạn dễ dàng tìm ra được số mol của ZnO là 0,2. Được không? Xong rồi. Rồi người ta kêu tìm phần trăm số mol đúng không? Nhớ ha, chỗ này lưu ý nè. Người ta kêu tìm phần trăm số mol. Nhưng mà tại mình hay quen tay là anh cũng hay bị vậy, là người ta kêu tính phần trăm số mol cái mình đi tính phần trăm khối lượng. Không được. Cũng có đáp án đánh á. Ha, cũng có đáp án đánh luôn á, cho nên là mình phải cẩn thận cái này ha. Người ta kêu tính phần trăm số mol, các bạn chỉ lấy số mol của chất đó chia tổng số mol hỗn hợp là xong. Được chưa? Đó là câu 17. 17 không có khó, chỉ có một cái lưu ý. Hai cái lưu ý ha. Thứ nhất đó là ZNO nè, số sinh hóa đã cao nhất rồi thì bên đây sẽ không có sai phân tử. Cái thứ hai nữa là mình sẽ dùng bảo toàn nguyên tố đối với trường hợp người ta cho số mol muối để cho nó nhanh ha các bạn ha. Rồi đó, xong 17 ha. Rồi, được chưa? Có ai thắc mắc gì câu 17 nữa không các bạn? Rồi, nếu không mình đi tiếp nha. Rồi, câu số 20. Ở câu 20 các bạn về nhà tự làm giúp anh nha. Được không? Anh hướng dẫn chút xíu nè. Câu số 20 này FeO, CuO, Fe2O3 tác dụng với HNO3. Số mol bằng nhau, vì người ta nói số mol bằng nhau nên mình đặt ba đứa này là ít hết. Được không? Cho nó dễ ha. Rồi. Nhưng mà ở đây người ta nói là FeO, CuO, Fe2O3 tác dụng HNO3. Rồi xác định giùm anh coi ở đây mình sẽ có mấy phản ứng. Thủy Vi, ở đây có mấy phản ứng vậy em? Nếu hỗn hợp gồm có ba chất này tác dụng HNO3 thì sẽ có bao nhiêu phản ứng hóa học xảy ra? Chị Vi đâu rồi? Rồi không thấy đâu luôn, tiêu luôn. À, Xuân Ngọc đi em. Xuân Ngọc có đó không? Trời ơi, đấu trơn rồi trời. Mà Đức Huy có đó không Đức Huy? Có.
À, hết hồn, tưởng chuẩn bị trầm cảm tiếp rồi. Rồi, xác định giùm anh coi ba chất này thì có bao nhiêu phản ứng xảy ra với H2O3 vậy em? Có ba phản ứng. Ba phản ứng, rồi, vậy ba phản ứng. Bây giờ đọc giùm anh xem ba phản ứng đó viết sao nha. Đầu tiên là gì? Dạ, COO cộng H2O3. Là gì? CONO3 hai lần hai ô. Rồi, có khí không? Dạ, có khí. Có khí sinh ra không? Dạ, có khí. Phương trình này nè, COO. Ừ, tại sao có khí NO vậy em? COO tác dụng H2O3 tại sao có khí NO? Nó có muốn sinh ra sản phẩm khử thì phải làm sao? Muốn sinh ra sản phẩm khử phải có điều kiện gì? Nãy mới nói đó, muốn sinh ra sản phẩm khử thì phải có điều kiện gì? Vậy em xác định giùm anh số oxy hóa của CU đi. Số oxy hóa của CU trong CO là bao nhiêu em? Ủa? Làm mất tiêu rồi. À, dạ, đây. Em cứ nói đi, sao đâu? Anh có la đâu, mình sợ tự nhiên lãng mất tâm rồi. Rồi đâu, số mol C, cái số oxy hóa CU là nhiêu? Vậy là qua cộng 2. Cộng 2. Bên đây nhiêu? Ừ, bên đây nhiêu? Dễ lắm, CU bên này hóa trị mấy? CU bên này hóa trị mấy? Qua đó là cộng 2 luôn á. Ờ. Cộng 2 luôn, vậy nó có tăng không? Dạ nó không. Không tăng, vậy thì làm gì có sản phẩm khử? Ha, anh nhắc lại nha, là muốn có sản phẩm khử thì số oxy hóa của một cái chất nào đó nó phải tăng lên, tại vì sản phẩm khử là nitơ từ cộng 5 nó bị giảm xuống. Hiểu không? Cho nên là phản ứng này em viết đúng rồi, nó không có khí sinh ra. Hiểu không? Lưu ý cái này ha, rồi tiếp tục phản ứng tiếp theo đi em. Là FeO cộng H2O3 ra H2O cộng NO cộng FeO cộng H2O3 ra muối gì đây nè, ra muối gì đây? FeNO3 ba lần. Rồi chính xác, FeNO3 ba lần, nhớ là sắt thì phải lên hóa trị cao nhất, cộng gì nữa? Cộng với H2O cộng NO cộng với lại hai cái khí luôn, NO2 với NO luôn, với lại H2O. Được không? Thì lẽ ra nó sẽ có hai phương trình, hai một phương trình ra khí NO2, một phương trình ra khí NO, nhưng mà thôi kệ, anh biết như vậy luôn cho giống như cái sơ đồ để chúng ta thấy thôi. Được chưa? Vậy trong trường hợp này có sản phẩm khử sinh ra bởi vì sắt ở đây là cộng 2 qua bên đây cộng 3 rồi. Nó đã tăng rồi, như vậy nó đã tăng như vậy bắt buộc thằng nitơ phải giảm, chứ không phải là cho phép nữa mà bắt buộc, tại nó đã tăng rồi thằng kia phải giảm. Được không? Như vậy có sản phẩm khử sinh ra ha các bạn ha. Còn Fe2O3 nữa em. Fe2O3 thì sao nè? Fe2O3 cộng là ra FeNO3 cộng H2O. FeNO3 mấy lần? Dạ 3 lần. À, 3 lần. Có sản phẩm khử không? Dạ không. À, không. Rồi, cảm ơn em. Ở đây cũng không có sản phẩm khử các bạn, tại vì đây là Fe cộng 3 qua đây Fe cộng cộng 3. Cho nên là các bạn thấy rằng nếu như chúng ta viết sơ đồ oxy hóa khử thì nó chỉ có gì thôi, nó chỉ có Fe từ cộng 2 tăng lên Fe cộng 3 cộng 1E. Được không? Ở bên này chúng ta sẽ có NO3- nè, cộng 1E để ra NO2 với lại NO3- cộng 3E ra NO. Ok chưa? Như vậy các bạn bảo toàn E là đường phóng mol của Fe cộng 2 tức là FeO. Ha. Rồi đó, cho nên là các bạn phải viết đúng phương trình. Không cần là các bạn phải cân bằng được phương trình, nhưng chúng ta phải xác định được đúng chất nào sinh ra cái gì. Như vậy trong trường hợp mình xác định là gì? Bởi vì CuO với lại Fe2O3 số oxy hóa của CuFe đã cao nhất rồi, nên sản phẩm khử không được sinh ra ở hai phương trình này. Vậy có nghĩa là các bạn không được viết Cu2 cộng với Fe3 cộng vô cái sơ đồ sản phẩm khử. Được không? Tại cái gì cho nhận E? Tại vì có mỗi cái thằng này cho nhận E, còn hai cái đứa này nó có tăng có giảm gì đâu. Thì nó đâu có liên quan gì đến cái quá trình cho nhận E.
Đúng không? Như vậy cái sơ đồ siêu bắc cửu chúng ta chỉ viết những cái chất mà có sự thay đổi sơ hóa thôi. Ha, như vậy trong sơ đồ này thì chỉ có mỗi Fe2 cộng lên thành Fe3 cộng và một E, còn hai chất này không đưa vào. Tại nó có cho gì đâu mà đưa. Được không? Rồi, tự làm tiếp ha. Đó là câu số 20, lưu ý chỗ đó. Thì ở câu số 20 với lại câu số 17 lưu ý cái vấn đề là các bạn phải xác định xem là cái sản phẩm khử nó sinh ra từ phương trình gì. Không phải lúc nào cứ đụng đến HNO3 là có sản phẩm khử. Bữa ôn lý thuyết có nói rồi. Nhớ không? Lưu ý cái này nha. Rồi. Tiếp tục ha. Rồi, ok. Các bạn sang trang tiếp theo giúp anh, trang số 80. Bữa giờ là mới có bài toán cơ bản. Chịu vẫn chưa xong bài toán cơ bản nữa. Rồi bây giờ mình qua những cái dạng bài tập cơ bản tiếp theo. Đó là đề bài yêu cầu tính lượng axit phản ứng hoặc là đề bài cho số mol axit phản ứng. Nhưng mà cái dạng bài này nó khác cái dạng bài hồi nãy. Cái dạng bài hồi nãy chỉ là gì, bữa giờ mình chỉ xoay quanh cái chuyện đó là người ta cho kim loại tính sản phẩm khử, người ta cho sản phẩm khử tính kim loại hết. Các bạn xem thử đi, tất cả những cái bài tập mà anh để trong phần này nó đều chỉ liên quan đến cái chuyện là người ta cho sản phẩm khử tính kim loại hoặc ngược lại hết. Nhưng mà đọc vô câu này đi, đọc câu số 25 nhé bạn. Đọc câu số 25, người ta nói gì? Cho M gam đồng tan hoàn toàn vào 200 ml dung dịch HNO3. Phản ứng vừa đủ giải phóng một lượng hỗn hợp, một hỗn hợp 4,48 lít khí NO và NO2 có tỷ khối hơn so với H2. Tính CM của dung dịch HNO3. Các bạn cần phải tính nồng độ mol của HNO3. Mà muốn tính nồng độ mol phải có gì? Phải có số mol về thể tích. Thể tích có rồi nè. Đúng không? Tại CM bằng N chia V. Thì muốn có CM các bạn phải có N và có V. Được không? N mình có rồi. V là có rồi. Như vậy các bạn phải tính N, các bạn phải tính được số mol của HNO3 phản ứng. Được chưa? Tức là những bài dạng bài tập này liên quan tới lượng axit phản ứng. Nó khác bài tập nãy. Ha, bài tập nãy chỉ là kim loại. Kim loại rồi kêu ra sản phẩm khử kêu ra kim loại thôi. Còn bây giờ liên quan tới lượng axit phản ứng. Nhưng mà các bạn nhớ giúp anh nè, khi đề bài kêu chúng ta tính số mol của HNO3 phản ứng, các bạn hãy tính số mol H cộng phản ứng. Tại hai này bằng nhau. Chứ nó không có bằng số mol NO3 trừ bị khử nha. Hay nói khác là số mol NO3 trừ trong trong cái sơ đồ oxy hóa khử. Được không? Số mol HNO3 phản ứng nó sẽ bằng số mol H cộng phản ứng, nhưng nó không có bằng cái N cộng 5. Ha, nó sẽ không bằng số mol của N cộng 5 đã bị khử. Cái này khác nhau. Bởi vì cái lượng N cộng 5, cái NO3 trừ á, một phần bị khử, một phần nó còn nằm trong muối nữa. Như nè, bạn nhìn nó phương trình đi. Có phải là N cộng 5 đúng không? Một phần là nó bị khử, nhưng một phần nó vẫn còn y nguyên trong muối nè. Cho nên mình sẽ không có tính cái số mol axit dựa vào N cộng 5 được. Các bạn phải tính số mol axit dựa vào H cộng. Được chưa? Tổng số mol H cộng đã tham gia phản ứng nó sẽ bằng số mol của HNO3 tham gia. HNO3 đã tham gia phản ứng. Vậy cái số mol H cộng phản ứng tính từ đâu ra? Tính từ ở đây ra. Đây. Bây giờ dạng số 2 các bạn phải dùng cái cột đó. Nãy giờ dạng số 1 chỉ dùng hai cái này hết. Các bạn thấy không? Chỉ có sản phẩm khử ở trong, cứ kéo qua kéo lại thôi, không có gì hết. Được chưa? Nhưng đối với dạng số 2, khi đề bài đã yêu cầu chúng ta tính axit phản ứng hoặc đề bài cho số mol axit phản ứng, tức là những cái bài toán mà liên quan đến lượng axit rồi, các bạn phải dùng tới cái cột này. Được chưa? Phải dùng tới cái cột này. Ha, rồi. Vậy cái cột này thì sao? Thì mình chỉ có học thêm cột thôi, mình kéo qua H cộng mà xong, chứ đâu có cái gì nữa đâu. Đúng không nè? Như vậy ở đây các bạn có gì nè? CO đúng không? Như vậy CO cho vào thì CO từ 0 sẽ bị oxy hóa thành CO cộng 2 cộng 2E. Được chưa? Ở bên đây có gì nè? Ở bên đây có NO với NO2. Như vậy NO thì các bạn nhớ là sẽ có 4H cộng nè. Cộng NO3 trừ nè. Cộng 3E. Để ra NO. Tất nhiên cộng nước nữa ha. Nhưng mà mình không quan tâm tới nó. Các bạn chỉ cần quan tâm đến cái phần nào? H cộng nè. E với lại NO. Được không? NO3 trừ cũng không cần nữa. Ha. Rồi. Tiếp theo là NO2 thì là 2H cộng. Cộng 1E ra NO2.
Tức là anh copy cái phương trình từ bên đây qua thôi chứ không có gì hết. Đây nè, với lại cái này nè, copy hai phương trình nó qua thôi, được chưa? Không có gì cả ha. Rồi đó, viết lại, được chưa? Vậy ở đây các bạn có gì? Các bạn có tổng thể tích với lại tỉ khối hơi, đúng không? Giải liền số môn của tụi nó gì mà giải ha. Ở đây các bạn có ẩn đi, ở đây A với B nè, thì chúng ta sẽ có hỗn hợp, số môn hỗn hợp là A cộng B bằng 0,2 môn, đúng không? Nè, A nè cộng B nè 0,2 môn nè, được chưa? Cái thứ hai nữa là tỉ khối, nhắc lại các bước xử lý tỉ khối. Nếu như có tỉ khối so với H2, các bạn tính liền cái M lớn trung bình, được chưa? Có tỉ khối tính liền M lớn trung bình ha. M lớn trung bình ở đây là 38, và có M lớn trung bình rồi, các bạn lấy M lớn trung bình trừ M lớn của từng khí. Như vậy là 38 anh trừ M lớn của NO là 30. Rồi nhân cái số môn là A. Tiếp tục lấy M lớn trung bình trừ M lớn của khí thứ hai là 46 nhân B bằng 0. Được chưa? Nhắc lại ha, có hai bước để chúng ta xử lý giữa chuyện tỉ khối thôi. Được chưa nè? Thuộc lòng giùm anh hai bước đó. Cứ thấy tỉ khối tính M lớn trung bình, sau đó xử lý phần tỉ khối trung bình bằng cách này. Ha, rồi. Tính coi AB là nhiêu? AB chắc không hết 1 hết đó. Phải không? Tính coi. Đúng rồi nè. Rồi, AB là không hết 1 hết ha. Như vậy thì chúng ta sẽ có không hết 1 nè, không hết 1 nè. Bạn kéo ở đây không hết 3, ở đây không hết 1. Đúng không? Vậy nếu như người ta kêu tìm CU thì mình bảo thằng em trong tổng bên em bên trái thằng tổng bên phải là xong. Được không? Nhưng mà ở đây không kêu tìm CU. Người ta kêu tìm gì? Kêu tìm CM của H nội 3. Như vậy các bạn sẽ kéo qua số môn H cộng. Vậy đây không hết 3, bạn kéo qua đây không hết 4. Ở đây không hết 1, kéo đây không hết 2. Ha, nếu như kêu chúng ta tính số môn của H nội 3 hoặc cho dữ kiện về số môn H nội 3, hãy tính số môn H cộng. Như vậy tổng số môn H cộng là 0,6. Vậy thì số môn HNO3 phản ứng nó phải bằng số môn H cộng đã tham gia phản ứng trong cái phương trình này ha. Nhớ là cái H cộng phản ứng tính từ đâu ra? Tính từ sơ đồ oxy hóa khử, chỉ không đâu xa hết, được không? Mình kéo qua thì tổng số môn đây là 0,6, được chưa? Vậy 0,6 rồi lấy 0,6 chia cho thể tích là 0,2, bạn ra được CM là 3, xong. Được chưa? Nó đơn giản. Rồi, ổn ha. Rồi xong câu đó các bạn là giúp anh câu 28. Anh để ở đây ha. Xong câu 25 là giúp anh câu 28. Bạn chờ một chút. Rồi, 25 các bạn có thắc mắc gì không? Câu 25 á. Không anh ơi. Rồi, như vậy là dạng nó dễ ha.
đâu có gì đâu, mình chỉ cần kéo qua thôi. Nhưng các bạn phải nhận biết được là nếu như bài toán mà có cho lượng axit thì chúng ta phải tính bằng cái cách đó ha. Rồi câu 28, hòa tan hoàn toàn M gam sắt vào dung dịch HNO3 dư, thu được 6,72 lít khí gồm có NO với NO2 có tỷ khối so với H2 mà 19. Bấm liền giùm anh con số mol hai đứa này là bao nhiêu. Bấm liền đi. Đó, mình các bạn thấy là người ta cho tỷ khối rất là nhiều ha. À, tính ra nhiêu các bạn, cái NO với NO2 là bao nhiêu? Này M lớn trung bình ra 38 đúng không? M lớn trung bình là 38 nè. Xong rồi mở máy tính, nhập liền vô. Nó bấm ra nhiêu? Nó ra 1 phần 6 với 2 phần 15. Vậy số 6 vậy hả? Này 30 nè, này 46 nè. Anh nhìn lướt là anh thấy 0,15 với 0,15 á. Đến lại coi. Rồi phải 0,15, 0,15 không? Đúng rồi anh. À, vậy thấy ở đây 0,15, 0,15 ha. Rồi bảo thằng em bình thường thôi, ở đây có 45 nè, ở đây là 0,15, vậy tổng ở đây là sẽ là 0,3, 0,6. Thì kéo qua số môn FE là 0,6 và số môn của FE3 cộng là 0,6. Được chưa? Rồi như vậy, nhưng mà bài này không kêu tính sắt mà kêu tính gì? Khối lượng muối. Vậy muối nitrat là muối gì, có phải sản phẩm của chúng ta chính xác là FeNO3 3 lần không? Nhưng mà mình chỉ với FE cộng 3 thôi, đúng không các bạn? Nhưng mà chúng ta biết rằng là trong cái muối này nó có một thằng Fe cộng 3 thôi, cho nên là số mol Fe cộng 3 nó sẽ bằng luôn số mol của muối. Vậy số mol muối là nhiêu? 0,6. Được chưa? Hay nói cách khác đó là các bạn nhớ với anh đó là số mol kim loại, số mol kim loại nó sẽ bằng luôn số mol muối ha. Số mol kim loại sẽ bằng luôn số mol muối, bởi vì mình bảo toàn, bảo toàn nguyên tố tại cái muối này nó toàn là MN, MNO3N lần, nó có một thằng kim loại thôi. Được chưa? Nên là số mol kim loại sẽ bằng số mol của muối các bạn ha. FE là 0,2 mà. Ờ xin lỗi các bạn. Sorry. Nhầm, quên chia 3 ha, mình chia 3 nữa đây có mất 2, đây có mất 2. Rồi. Đúng chưa? Nó nên mà nếu mà đề bài cơ tính muối các bạn cứ làm bình thường, nhưng mà mình bảo toàn kim loại thôi, không có gì hết, bảo toàn nguyên tố thôi. À, tuy nhiên sẽ có một số bài như sau. Rồi tới đây được chưa? Tới đây được chưa? Tới đó chắc được ha. Rồi, sẽ có những cái bài như là câu số 34 nè. Rồi câu 36 nè. Sẽ có những bài như vậy, 37 nè. Đó, sẽ có những bài mà các bạn không thể giải hệ được. Hiểu không? Không thể giải hệ được, bởi vì chúng ta có ba kim loại mà các bạn chỉ có hai dữ kiện thôi, được không? Thì cái này bữa sau chúng ta sẽ học tiếp các bạn ha. Cái phần C này trước tiên là các bạn nhớ giúp anh cái này đã, được không nè? Rồi bữa sau chúng ta sẽ học tiếp cái phần C ha. Rồi các bạn nghỉ ha. Rồi bạn nào học nữa